Thì cái bệnh lý như ruột hoại tử, cái bệnh lý này á thì sữa mẹ vô cùng quan trọng. Và các nhà khoa học đã chứng minh rằng là việc sử dụng sữa mẹ sẽ giảm được cái tỷ lệ viêm ruột hoại tử so với sử dụng nhân đạo, hoạt động rất là nhân đạo, rất tốt. Tuy nhiên vì mình không có kiểm soát được cái nguồn người đang mắc bệnh cũng không biết mình đang mắc bệnh luôn á, chỉ khi nào mà sức khỏe mình yếu đi thì nó mới bộc lộ triệu chứng rõ ra. Tức là nó thành phần sữa mẹ nó sẽ thay đổi theo thời gian. Cho nên nếu mình chia sẻ sữa tự phát như vậy, nếu mình đem cái sữa của những bà mẹ mà có con lớn đem để kết nối những cái trái tim thiện nguyện của các bà lớn như tổ chức y tế thế giới WHO, cái hàng sữa mẹ đó thì cái viêm ruột hoại tử nó giảm đến 3 lần so với là sử dụng sữa con nước, và giảm những cái thời gian nằm viện ha, giảm cái thời gian nuôi ăn em bé. Và các tổ chức quốc tế như là điển hình như tổ chức Alliance Child, thì chúng tôi đã khởi động cái dự án này. Nó không đơn giản như là mọi người nghĩ, nhưng mà cái điều mà thúc đẩy chúng tôi tiền vân vân được triển khai rất là nhiều nơi trên cơ sở y tế trên toàn quốc thì những khách rồi, cho nên là các bé nó không có sữa mẹ, và khi các bạn quay lại để mà làm căn nuôi thì đa phần là không có sữa mẹ, bị mất sữa. Theo khảo sát chúng tôi thì khoảng 500 gram ở bệnh viện còn rất là cao, tới 30% thôi, ở nước ngoài thì khoảng 30%. An toàn không lây nhiễm bệnh. Khi mà đưa sữa về ngân hàng sữa mẹ xử lý á, thì chúng tôi cũng phải xét nghiệm trước khi mà tư vấn các bà mẹ, các nuôi con bằng sữa mẹ. Đây là điều quan trọng nhất. Thì theo cái khả năng, thời gian của tình nguyện viên mà có thể tham gia, có thể